gần nửa thế kỷ chờ đợi. Hy vọng rồi lại thất vọng. Cuối cùng gia đình ông Trung đón được hài cốt của anh trai mình. Hài cốt đã được quy tập về nghĩa trang ở Vĩnh Long trước đó, nhưng tên thì chưa rõ cho đến khi có kết quả giám định ADN. Đi tìm anh tôi về thì cũng đã xuất phát từ một cái chuyện là người ta chỉ dẫn, và cũng là kết hợp với cả đó là cái sự thực, tức là cái lịch sử trận đánh kết nối lại, xét nghiệm ADN là chính xác khoa học nhất. Nhưng khi được anh về rồi thì nói thực là mừng nhưng mà cũng rất là một tủi, vì cái người ruột đẻ con không đợi được các con về. Liệt sĩ Nguyễn Bắc Chính, anh trai ông Trung, là trường hợp hiếm hoi xác định được danh tính trong số khoảng 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. 10 năm kể từ khi đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được khởi động, nhiều cựu chiến binh tham gia vào việc điều tra, thu thập thông tin về liệt sĩ. Nhiều cơ quan tham gia xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng hoặc phương pháp giám định gen. Thế nhưng, kết quả chưa như mong đợi. Các cái mộ liệt sĩ đấy được quy tập về các nghĩa trang thì hầu hết là đều bị thất lạc tên tuổi. Không biết là các cái mộ này được quy tập từ xã nào về, ở khu vực nào và thời gian nào. Cho nên là cái việc xác định được các cái cụm mộ nào là đồng đội của mình thì rất là khó khăn. 10 năm với rất nhiều nỗ lực, từ hơn 40.000 bộ hài cốt được lấy mẫu, đã xác định danh tính được hơn 1.000 liệt sĩ. Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trong 8 đơn vị thực hiện giám định ADN hài cốt liệt sĩ. Ở đây 4.000 lượt mẫu được giám định mỗi năm, nhưng thành công chưa đến 1/10. Gần như chúng tôi phải chạy đua ngày một, càng để lâu thì các mẫu xương cũng sẽ bị phân hủy, và đặc biệt là những cái chất lượng ADN có trong xương nó cũng bị phân hủy theo thời gian. Chính vì vậy mà chúng tôi đang tìm mọi cách, mọi công nghệ để xây dựng được một cái phương án tách chiết được ADN tốt nhất để tìm lại các phần mộ cho các gia đình. Tôi đi tìm 72 nghĩa trang ở trong Quảng Trị, nhưng mà chắc bây giờ chúng tôi cũng thể đi tìm được rồi. Một là tuổi mình cao rồi, hai là không có cái gì, cái điểm tựa gì mà đi tìm cả. Theo truyền thống thì ai cũng mong muốn tìm được cái phần mộ đấy để về mà hương hỏa. Nhưng mà bây giờ thì chỉ đành phải lấy ngày 27 tháng 7 là cái ngày để thắp hương và ngày giỗ của em thôi. Ngày giỗ em năm nay, bài thơ viết cho em trai được gửi đăng báo, như tiếng lòng của nhiều người có thân nhân là liệt sĩ, vẫn đang trông ngóng những tin tức về người thân của mình. Em như muốn ngàn người lính vô danh đến nắm đất cuộc đời mình cũng không để lại. Đứa em trai hay cười để bây giờ anh đọc câu thơ của người xưa mà trào nước mắt, cổ lai chinh chiến kỵ nhân hồi. Tức là xưa nay ra trận mấy ai về.